Hi, xin chào mọi người, đã đến với kênh Crypto Adrop, kênh chuyên làm những sự kiện Adrop Mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video này, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adrop từ dự án Fancy. Để tham gia vào sự kiện Adrop từ dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Tham gia sự kiện Adrop từ dự án Banksy, mọi người sẽ nhận được 50 token có ký hiệu là KSE. Rồi sau đó mọi người click vào Start để tiến hành làm nhiệm vụ mà chatbot yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành giảm mã captcha. Sự kiện Airdrop của từ dự án Banksy là một sự kiện sẽ có 3.000 suất may mắn. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Soul Group và Channel của dự án trên Telegram. Rồi sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào đơn. Theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter, like và retweet bài post của dự án về sự kiện Airdrop này. Mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Airdrop từ dự án Banksy Fantasy, mọi người like và retweet lại. Rồi sau đó mọi người về trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người tiến hành copy username Twitter, rồi mọi người gửi về support. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ tham gia nhóm Telegram quảng cáo của dự án này. Sau đó mọi người quay trở lại support, mọi người click vào link. Cuối cùng mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví mạng Solana của mình. Mọi người có thể dùng ví Phantom hoặc là Solas. Rồi mọi người tiến hành copy địa chỉ ví. Rồi mọi người gửi về cho bot. Và sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà cho bot yêu cầu, mọi người sẽ nhận được link rep của mình. Link này mọi người có thể mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để có cơ hội lọt vào top 100 người tiền rep sẽ nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình.